Như vậy bài này thầy sẽ chấm rất là chỉnh chu, chứ các bạn làm một hai dòng là không được. Mình phải đóng vai trò giống như là mình là một nhân viên thực sự của công ty đó, và mình đang kỳ vọng là mình PR được cái sản phẩm đó đến khách hàng. Và mong muốn của thầy, kỳ vọng của thầy là các bạn học xong môn này thôi là mình có thể có một cái gì đó mà mình bắt đầu được rồi, chứ không nhất thiết là phải kết thúc cái quá trình học tập của các bạn ở trường đâu. Chỉ cần một môn email marketing mà các bạn làm tốt thì các bạn có thể là xây dựng một cái chiến dịch cho một cái công ty nào đó. Bây giờ nè, nếu như mình thấy là cái công ty này người ta đang tuyển sale, một cái công ty nào đó mà người ta đang tuyển sale luôn, mình thử đi, mình search và mình làm một cái chiến dịch email marketing và mình gửi đến cái mail của công ty đó, biết đâu người ta nhận, người ta approve mình thì sao. Và nếu như bạn gửi đi mà người ta không nhận, bạn cũng không mất gì hết. Và nếu mình gửi đi mà người ta nhận là quá tuyệt vời, thì mình cứ thử đi. Thấy không, mình vừa học mình vừa thử sức của mình. Ví dụ bạn à, chọn một cái công ty bất kỳ, ở trong này là thầy không có PR cho công ty nào hết nha. Mình chọn một công ty bất kỳ, ví dụ như là về mỹ phẩm. Mỹ phẩm đối với các bạn thì có vẻ như là nó dễ hơn đối với là các bạn nữ, còn đối với các bạn nam thì tùy các bạn. Mình sẽ lấy một cái trang bất kỳ, ví dụ như là nước hoa đi, ví dụ như nước hoa, hoặc là thực phẩm chức năng, hoặc là chăm sóc, hoặc là trang điểm. Như vậy giả sử như mình lấy là nước hoa dành cho nam, và mình thấy là một cái dòng sản phẩm nào đó được gọi là mới, hoặc là mình muốn PR cái sản phẩm, ví dụ như là cái nước hoa dạng này thì các bạn thấy là nó rất là khó để mà mang theo, bất tiện, ví dụ vậy, thì mình sẽ mong muốn là giới thiệu cái dòng nước hoa ở dạng này, và mình chọn một cái dòng sản phẩm, giá này mình thấy cũng hợp lý, đúng không nào? Và đối với lại học sinh sinh viên của mình đi, cho là mười mấy ngàn học sinh sinh viên của Epoly, đó là một cái lượng khách hàng cực kỳ lớn đối với các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ thu thập được email của tất cả mọi người, và các bạn làm một cái email marketing giống như thầy đang dạy, và các bạn giới thiệu một cái sản phẩm như thế này, và với cái câu văn của các bạn, với cái hình thức giới thiệu của các bạn, và với cái cách chuyển hàng của các bạn, có thể chuyển đến tận lớp, bởi vì chúng ta cùng đi học chẳng hạn. Như vậy thì các bạn phải lên được cái kịch bản mà mình sẽ marketing cho cái chiến dịch của mình cho cái sản phẩm này. Biết đâu công ty này nó sẽ chích hoa hồng cho các bạn thì sao, ví dụ vậy. Mình sẽ lấy sản phẩm của nó về mình bán cho chính các bạn của mình 150, mình bán đúng 150, ví dụ công ty nó chích hoa hồng cho mình 10-20% là cũng được rồi. Như vậy thì các bạn sẽ, thầy kỳ vọng các bạn là sẽ sử dụng một cái sản phẩm thực, và các bạn xây dựng một cái kế hoạch thực cho chính bản thân mình, cho chính cái sản phẩm mình yêu thích. Như vậy thì mình sẽ bắt đầu từ đâu? Thứ nhất là mình lấy cái nguồn, tại vì cái nguồn này nó có, thứ nhất là hình ảnh có đó. Và mình có thể copy cái hình ảnh này luôn, và trong cái video thì thầy cũng sẽ công bố trên cái kênh của thầy, và thầy cũng khuyến khích các bạn là copy cái hình ảnh, nhưng với mục đích, tại sao? Với mục đích là mình đang học, với mục đích là đang học. Nếu như thực sự mà các bạn copy cái hình ảnh này để các bạn kinh doanh thì chúng ta sau đó sẽ liên hệ với công ty, xin phép. Nếu người ta chấp nhận cho phép mình là partner của người ta thì mình tiếp tục, còn nếu không thì mình sẽ cắt cái này đi, bởi vì mình đang học. Cho nên việc là các công ty, các đơn vị mà về bản quyền hình ảnh thì người ta cũng không có care cái vấn đề là các bạn sử dụng cái hình ảnh của người ta. Còn nếu sau này mà các bạn làm chiến dịch thực sự thì cái việc mà bạn sử dụng hình ảnh của người ta cũng là chai nước hoa, mà giả sử như là bạn dùng cái hình ảnh này của cái shop khác, bạn chân lên hình ảnh của shop mình là bạn vi phạm bản quyền. Cũng chai nước hoa này của công ty này cho các bạn là lấy về để kinh doanh,
mà bạn lấy về nhà bạn tự chụp hình thì cái hình đó là của các bạn được quyền xài. Còn cái hình trên mạng của cái cửa hàng khác, của đại lý khác mà người ta chụp thì mình không được xài nếu người ta không cho phép. Thì đó là về bản quyền. Và khi mà chúng ta làm ở cái lĩnh vực này thì bản quyền rất quan trọng các bạn. Bản quyền cực kỳ quan trọng. Khi mà các bạn kinh doanh nhỏ thì nó không có ai quan tâm hết á. Mà khi mà các bạn có được chút chút rồi á thì bắt đầu có rất là nhiều đối thủ của chúng ta. Người ta sẽ soi rất là kỹ. Và nếu mà chúng ta sơ hở thì có cơ hội để người ta đánh đổ mình, để người ta lên. Cho nên là việc bản quyền thì chúng ta cũng hết sức là lưu ý. Còn tại thời điểm này chúng ta là sinh viên thì các bạn có thể sử dụng hình ảnh. Và nếu được thì trong cái file kế hoạch của các bạn á, các bạn sẽ gửi một câu cảm ơn cái nguồn này, là mình đã trích cái hình ảnh từ nguồn này, mình đã lấy thông tin từ nguồn này. Từ trang nào các bạn cứ copy nguyên cái trang đó bỏ vô dưới kế hoạch giúp thầy là được. Được không? Mình cứ tôn trọng bản quyền của người ta, tôn trọng. Như vậy chúng ta đã có được cái nội dung rồi thì chúng ta sẽ lấy ở đây và chúng ta sẽ vô trong cái drive của mình và quay trở lại, ví dụ như là cái thư mục của thầy ngày hôm trước, nhắc lại kịch bản luôn để cho các bạn làm. Thấy các bạn làm có nhiều bạn chưa quan tâm lắm. Rồi ở trong này chúng ta sẽ có kế hoạch. Kế hoạch chỗ này thầy sẽ ghi ở đây là kế hoạch. Hôm trước mình chưa ghi cái tên ha. Phát triển sản phẩm nước hoa đến khách hàng là học sinh, sinh viên. Đó, đó là kế hoạch của mình. Như vậy nước hoa là gì? Mình sẽ để vô đây nguồn. Nguồn. Các bạn sẽ đưa cái nguồn vô đây. Đây là cái đường link. Mình sẽ tham khảo. Mình trích cái nguồn này. Rồi. Ví dụ mình thu thập email, quay trở lại, mình sẽ có được danh sách email ở đây. Như vậy chỗ này các bạn sẽ đưa vô đây danh sách email mà các bạn đã thu thập được. Như vậy danh sách này thì các bạn đưa vô đây cho thầy cái Google Sheet. Được chưa? Các bạn sẽ đưa vô đây. Các bạn sẽ new một cái Google Sheet để bạn lưu cái thông tin email. Đó, bạn đưa vô đây một cái Google Sheet để đưa cái thông tin email. Also, vào hôm trước các bạn thầy có giới thiệu các bạn là đi lên mạng, các bạn tìm thử những đơn vị nào là cung cấp thông tin. Thì chỗ này các bạn, tại vì thời điểm này các bạn hết sức chú ý chỗ này nè. Khi mà có ai đó mà xem được cái video của thầy thì người ta sẽ nói là thầy đang khuyến khích các bạn sử dụng những cái nguồn là mua bán thông tin cá nhân. Nhưng hết sức chú ý chỗ này. Chỗ này tại vì mình đang đứng ở trong môi trường này, mình đang ở trong môi trường này thì mình phải biết. Còn việc sau này các bạn đi làm, các bạn sử dụng cái nguồn thông tin như thế nào thì các bạn phải sử dụng nguồn thông tin đúng pháp luật. Thầy không khuyến khích các bạn mua bán thông tin cá nhân. Nhưng tại thời điểm này mình là học sinh sinh viên, mình phải tìm hiểu để biết. Và khi các bạn đi làm thì các bạn cũng phải biết, bởi vì bên ngoài mình có không muốn mình cũng phải biết. Ví dụ nó là tội phạm đi thì tất nhiên mình là ăn ngay sống thẳng, mình không quan tâm đến tội phạm, nhưng ít nhất các bạn cũng phải biết tội phạm bên ngoài có cái gì để mình có thể phòng ngừa. Đó cũng là một cách để mình tìm hiểu, chứ không phải cứ phạm tội mới tìm hiểu. Đó, cho nên ở chỗ này thì các bạn phải sử dụng đúng pháp luật. Nhưng mà tìm hiểu là chuyện, chúng ta phải tìm hiểu. Được không?
Như vậy chỗ này các bạn có thể giúp cho thầy là các bạn thấy cái nguồn ở đâu, ai cung cấp, làm sao để liên hệ được với người ta, người ta cung cấp như vậy chi phí thế nào. Bởi vì mình cũng không có sợ cái chỗ này là về phạm pháp gì các bạn, bởi vì chính cái đơn vị này người ta đã public lên mạng thì mình mới thấy, và mình chỉ lưu lại cái thông tin của người ta hết, mình không tìm thì người khác cũng thấy, chứ mình không có làm gì phạm pháp ở đây hết. Mình chỉ search, mình thấy à, bạn này, anh này, chị này cung cấp thông tin, người ta đưa cái số điện thoại đây với trang web đây, vậy thôi, mình chỉ lưu lại thôi. Còn khi mà các bạn sử dụng thì sử dụng đúng pháp luật giúp thầy. Còn với bài làm này của mình, thầy không khuyến khích sử dụng outsource nhé. Đối với bài làm này nè, thứ nhất là cái thu thập email của mình là thu thập email của các bạn, bạn bè, người thân, cộng với gì? Danh sách của lớp, các thành viên trong lớp. Nhớ nha, tuyệt đối bài tập của thầy không dùng outsource về email thông tin của người khác mua bán, mà thầy chỉ nói các bạn là đi tìm giúp thầy xem có không, nếu có thì ai cung cấp note lại cho thầy là được. Còn trong bài làm của mình không dùng nhé, bởi vì dùng là sai đó. Và thầy cũng khuyến khích các bạn sau này đi làm sử dụng đúng pháp luật giúp thầy, còn pháp luật quy định gì thầy không bàn. Lúc đó các bạn muốn đúng luật thì các bạn phải đi tìm thôi thế nào là luật. Và chúng ta xây dựng cái Google Form, xây dựng Google Form đối tượng. Chỗ này tùy, tại vì hôm trước thầy nói các bạn là để các bạn có được cái lượng thông tin khách hàng dễ và nó thân thiện thì các bạn sẽ tạo ra nhiều cái Google Form. Còn nếu mà các bạn có một sự tinh tế, các bạn tạo một Google Form vẫn được, chứ thầy không yêu cầu các bạn tạo nhiều. Các bạn cứ làm sao mà theo cái kế hoạch của các bạn, là mình phải cần có form này, form kia, form nọ để mình lấy được thông tin. Còn nếu mà các bạn nói là đối với em, chiến dịch của em chỉ cần một cái Google Form này, em gửi cho tất cả các khách hàng từ lứa tuổi học sinh cho đến các anh chị đi làm, cho đến các cô nội trợ, cho đến tất cả những ông bà về hưu đều có thể là sử dụng cái form này, ok, không sao hết. Nhưng mà trong cái form của bạn sẽ tinh tế, bởi vì lúc chấm bài thầy có thể trao đổi với các bạn là đối tượng các bạn nhắm đến là gì, được chưa? Như vậy thì khi các bạn xây dựng form, các bạn cũng đặt nặng cái suy nghĩ của mình vô một tí. Mình xem thử là đối với tâm lý của bạn nữ trẻ thì mình đưa cái form này hợp lý không? Đối với lại những anh chị mà đi làm thì hợp lý không? Đối với lại sinh viên của mình hợp lý không? Thì các bạn đặt nặng tí xíu. Rồi tiêu đề của mail. Tiêu đề này hôm trước mình có nói là có trong đề người ta yêu cầu là 10 tiêu đề. Thì mình phải xây dựng đủ 10 tiêu đề. Và lúc mỗi tiêu đề thì các bạn sẽ cho thầy là với tiêu đề này tại sao nó có cái đặc trưng gì với tiêu đề 1. Ha, ví dụ như là đối tượng, ví dụ như là lứa tuổi, ví dụ như là mình đánh nặng cái mình đánh nổi bật lên cái sản phẩm là mùi của cái nước hoa. Mình đánh mạnh lên cái thời gian nó lưu. Mình đánh mạnh lên cái tính năng của nó là nó có thể phù hợp với lại nhiều cái loại mồ hôi khác nhau, ví dụ như vậy. Thì khi đó là mình sẽ tìm hiểu kỹ, và cái quan trọng nhất là các bạn đánh vào cái nào. Thì đó là một cách để các bạn xây dựng được cái tiêu đề, chứ không nhất thiết là phải cứ đổi từ đổi chữ là thành tiêu đề mới, không phải. Tại sao phải đổi? Nó khác gì với lại cái tiêu đề cũ? Thì các bạn cứ từ từ làm, cẩn thận giúp thầy chỗ này. Đừng có làm vội, mà đến lúc mà mình làm cho có thì thầy báo trước. Các bạn có làm, thấy hợp lý, 5 điểm nha. Các bạn không có đầu tư, không gì hết, thầy nói trước luôn. Để mà khỏi có nói là em có làm mà sao điểm em không cao.
Nếu như các bạn không làm thì chắc chắn là không có điểm. Còn nếu mà các bạn làm rất là sơ sài, cứ copy dán làm sơ sài thì lúc đó 5 điểm. Làm cho có để nộp. Cho nên mình cũng nói trước luôn. 10 tiêu đề. Cái tiếp theo là nội dung email. Tương tự như vậy, mình đã có danh sách mail ở trên. Vậy danh sách mail ở đây bạn có thể phân loại ra. Đợt 1, mình gửi một danh sách 50 người. Đợt 2, mình gửi danh sách 70 người. Đợt 3, mình lại gửi danh sách khác. Thì tùy kế hoạch của các bạn. Kế hoạch các bạn như thế nào thì các bạn thể hiện như thế. Chứ thầy cũng không khuyến khích các bạn là theo cái gợi ý của thầy là phải có đợt 1, đợt 2, đợt 3. Tùy. Như vậy thì cái kế hoạch của bạn thế nào thì các bạn có nội dung mail ở dưới này. Nếu các bạn nói là em chỉ có một lần gửi và nội dung của em là một nội dung thôi. Đó, một nội dung. Và ứng với 10 tiêu đề này em đều sử dụng một nội dung này. Như vậy thì nó đã không phù hợp rồi. Riêng vào cái đó thôi, 10 tiêu đề mà cùng một nội dung thì ít nhất 10 tiêu đề các bạn thầy nghĩ cũng phải là 2 3 nội dung. Bởi vì có một nhóm tiêu đề thì nó phù hợp nội dung này, chứ còn tất cả mà nó phù hợp ở trên này mình nói là mình đánh mạnh về cái hương của nó là hương đặc trưng, mà cái ở dưới này nội dung thì mình lại giới thiệu, mình không có đặt nặng vấn đề đó thì cái nội dung nó không phù hợp lắm. Đó là về nội dung. Và chúng ta sẽ thực hiện cái chiến dịch để gửi mail. Thì hôm trước có gợi ý để các bạn về tìm hiểu cái công cụ sử dụng email marketing. Đây. À, email marketing là Mailchimp và cái Getspon này, không biết là các bạn về đã có từng search qua chưa. Thì ở chỗ này các bạn sẽ thực hiện trên cái trial để mà mình sử dụng cái công cụ này, tại vì nó có theo dõi được các bạn, theo dõi. Còn nếu như bạn dùng Outlook, hôm trước thầy nói rồi, bạn dùng Outlook thì nó chỉ có gửi đi thôi, nó không biết được là khách hàng của mình đã mở mail chưa, khách hàng của mình đã click chuột vào cái link chưa, khách hàng của mình đã phản hồi chưa, mình không biết. Còn nếu như mà mình dùng các công cụ này thì mình xem thử là các công cụ này cho phép mình xài miễn phí như thế nào, và nếu có phí thì mình phải trả phí bao nhiêu, được chưa nào. Và mình cứ search cái này, thứ nhất là hướng dẫn sử dụng, thứ hai khi mà mình đã sử dụng rồi mình cài thử với tài khoản miễn phí cho cái bài làm của mình, và khi mình gửi đi thì cái việc mà các bạn theo dõi cái bước 5 là theo dõi ở đây, thì để mà theo dõi dễ nhất thì các bạn sử dụng email của các thành viên trong lớp là các bạn theo dõi dễ nhất. Như vậy ở đây chúng ta sẽ theo dõi mở mail là cái số 5, và theo dõi này thì rất dễ, là các thành viên trong lớp mình nhờ bạn mình xem thử là bạn mình đã mở mail chưa. Thì nó báo cái gì? Bạn mình đã mở mail rồi và đã phản hồi cho mình rồi thì nó báo cái gì? Đó, thì cái chỗ này là mình theo dõi. Và theo dõi thì quay trở lại hôm trước của thầy nói là gì? À, các bạn có thể biết được, ví dụ ở đây là một cái chiến dịch mà thầy đã sử dụng, và các bạn thấy là mình có thể biết được là các cái người nhận mail của mình đó, người ta đã có phản hồi gì, đã có phản hồi gì trong cái email mà mình gửi đi. Trong cái email mà mình gửi đi nhé. Tết
Đây, như vậy thì thầy đang sử dụng là cái Z Order Method, thì cái ứng dụng này là nó được add in trên cái Google Sheet, và chúng ta cũng quản trị được là cái mail này đã gửi đi được chưa, rồi cái mail này đã được list chưa. Nếu như mà một cái email nào đó bị sai á, thì chỗ này nó báo tình trạng là fail, là bạn không gửi được, nó báo luôn để mình biết là email khách hàng là chỗ nào bị sai. Như vậy mình quản trị qua những công cụ này các bạn, qua những công cụ này. Nếu như chiến dịch của các bạn mà không cần phải chăm sóc ở phần hậu mãi, các bạn chỉ gửi thư ngõ thôi, đến được đến không đến được thôi, thì chúng ta sử dụng Outlook. Bởi vì trong máy của mình đã mua bản quyền của Microsoft Office rồi, đã có được cái Outlook Outlook bản quyền rồi, thì chúng ta xài luôn. Và khi mà các bạn gửi mail bằng Outlook thì gần như nó sẽ vào được trong inbox, gần như thế đó, nó vào được inbox của khách hàng. Còn nếu như mà các bạn sử dụng các công cụ này nè mà server nó phát hiện ra thì có thể nó sẽ chặn, có thể chặn và nó vào cái hộp thư là spam. Thì tại vì sao thầy khuyến khích các bạn sử dụng các công cụ này? Lý do là các bạn sẽ biết được quá trình gửi nhận mail của mình. Bên cạnh cái mà chúng ta đang sử dụng theo trong đề, thì các bạn có thể sử dụng theo công cụ thứ ba. Theo công cụ thứ ba trong này, sử dụng phải Get Order Method. Đó, mình có thể sử dụng thêm cái công cụ này. Như vậy trong cái thư mục của các bạn này nè, trong thư mục các bạn, thứ nhất là có cái kế hoạch của các bạn, có cái nội dung các bạn gửi mail. Nội dung gửi mail là ở đây, nội dung mail 1, nội dung mail 2. Còn tiêu đề thì các bạn ghi ở đây rồi. Như vậy mình đã có tiêu đề. Danh sách thì các bạn sử dụng là Google Sheet. Như vậy thì các bạn sẽ tạo thêm một cái new, một cái Google Sheet ở đây để bạn lưu trữ danh sách khách hàng. Ví dụ như chỗ này mình sẽ để là danh sách khách hàng. Trong này các bạn có thể là lưu những đối tượng khách hàng 1 ở đây, bạn có thể cộng thêm một cái sheet 2, bạn lưu trữ khách hàng, danh sách khách hàng khác. Như vậy thì ở bên trong này chúng ta sẽ có kế hoạch nè, có danh sách khách hàng nè, có nội dung email nè, có Google Form nè. Là trong cái thư mục của các bạn mà đã share với thầy á, thì khi mà thầy mở bất kỳ bạn nào, thầy sẽ thấy cái nội dung của các bạn ở đây. Và ít nhất là thầy thấy các bạn tạo lúc nào, thấy luôn các bạn tạo lúc nào đó. Thì các bạn cứ yên tâm và làm trên cái khả năng của mình. Và chúng ta sẽ quay trở lại chấm bài của các bạn trong buổi hôm nay. Là chúng ta sẽ có email nè, phải đưa vào Google Sheet, tìm hiểu cái này, tạo được cái form và có được tiêu đề và nội dung mail. Đó, tranh thủ làm được đây là ba nội dung chính, ba nội dung chính của chúng ta. Như vậy mỗi nội dung của chúng ta là cho 3 điểm. Mỗi nội dung là chúng ta sẽ chấm 3 điểm, là 9 điểm. 3 cái trước. À, trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hoàn thành cái này. Bởi vì chúng ta lịch của chúng ta hồi nãy chúng ta nói là còn 3 buổi đúng không? Tại sao lại hỏi ta? Hồi nãy thầy mới nói xong.